Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh phải cắt cử giáo viên, nhân viên nhà trường kiêm nhiệm chức danh nhân viên y tế học đường. Điều đáng nói, đối với một số trường sau sáp nhập với nhiều điểm trường lẻ, thì số lượng nhân viên y tế được quy định chỉ có một người cũng đang gây ra rất nhiều khó khăn khi xử lý các tình huống khẩn cấp. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Triệu Phong. Trường tiểu học, trung học cơ sở Triệu Tài hiện có 520 học sinh ở 2 cấp học và 3 điểm trường. Tuy nhiên, chức danh nhân viên y tế ở đây chỉ có một và vẫn là giáo viên phải kiêm nhiệm. Dù đã tự mày mò, cập nhật thêm kiến thức sơ cứu, được tập huấn một số nội dung trong công tác y tế học đường, nhưng đối với các tình huống khẩn cấp vẫn cần đợi sự hỗ trợ của trạm y tế xã. Với 3 điểm trường, trong đó điểm trường xa nhất cách trung tâm hơn 3 km cũng khiến cho việc sơ cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp trở nên bị hạn chế rất nhiều. Vì mình kiêm nhiệm là chủ yếu là làm công tác hành chính với là tư vấn khả kỳ tuyên truyền cái các cái dịch bệnh cho các em là chủ yếu với là phòng chống các cái dịch bệnh. Còn lại là chuyên sâu về cái nghiệp vụ của ngành y tế thì trạm cũng đã bên trường thì cũng liên hệ với bên trạm y tế để phối hợp với nhau để mà làm cái công tác chăm sóc sức khỏe cho các em được tốt hơn. Do cái điều kiện sát nhập trường, hiện nay trường thì có 3 điểm trường, có một cái điểm trường xa điểm trung tâm tầm hơn 3 cây số. Việc bố trí nhân viên y tế có mặt thường xuyên cả 3 điểm trường là rất khó khăn. Nhà trường chỉ bố trí luân phiên lịch làm việc cho nhân viên y tế làm việc ở cả 3 khu vực. Cho nên khi có một điểm trường nào đó mà nhân viên y tế không trực mà học sinh xảy ra sự cố, tai nạn thương tích hay là ốm đau đột xuất thì cũng rất là vất vả. Tại huyện Triệu Phong, trong 42 cơ sở giáo dục thì chỉ có 21 trường có đội ngũ nhân viên y tế đúng với tiêu chuẩn. 50% còn lại đều là giáo viên, nhân viên nhà trường được cử kiêm nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản của vị trí này. Các cấp lãnh đạo là cần quan tâm để rồi sớm có kế hoạch phân bổ về nhân viên các đơn vị trường học nói chung và đặc biệt là nhân viên y tế của các đơn vị trường học nói riêng. Trong công tác bây giờ hiện tại thì dịch bệnh bây giờ đã tạm lắng xuống và nếu như tình hình dịch bệnh mà diễn biến bùng phát lại phức tạp thì nếu các đơn vị trường học mà không có nhân viên y tế chính thức thì cũng rất là khó trong khâu tổ chức khám chữa bệnh ban đầu cũng như là cái việc tổ chức các hoạt động y tế trong công tác đơn vị học đường. Xử lý tình trạng thiếu nguồn nhân lực y tế trường học là vấn đề nan giải của nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Quảng Trị. Để khắc phục tình trạng này, nhiều giải pháp tích cực đã được ngành chủ động triển khai. Tuy nhiên, để thực sự giải quyết những khó khăn, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên y tế trong các trường học, nhất là đối với các trường đã thực hiện sáp nhập thì rất cần sự quan tâm của các cấp ngành có liên quan.